Đi bộ về bé. Bé em bán dưa bé. Cái này thì bao nhiêu tiền thế hả bạn? 10.000 một kg. Mua hết cái này thì bao nhiêu tiền? Cần mới biết á. À, cái này là củ kiệu đúng không? Rồi thì cân cho mình đi. Tại khi nãy nãy ta mới kéo đâu năng à? Nãy thấy kéo đâu nãy? Kiếp hà. Nó như nào? Bạn đang không phải người mông hay sao đúng không? Thì phải cân thì mới biết được chứ. Con gì? 3 cân 6, 3 cân 7. 3 cân 7. Ôi trời ơi. Anh không mua nhiều. Anh mua hết chỗ này? Ở nhà cũng có mà. Ôi trời ơi. Nhà có nhiều không? Có. Có nhiều là bao nhiêu? 8.000 một cân à? Có bao nhiêu cân? Mẹ 10 cân muối ăn bao giờ hết ta? Đẹp. Đi Trung Quốc về sao mình sẽ xinh đẹp thế? Khăn tàu trà. Khăn tàu trà có nghĩa là gì? Bao nhiêu tiền? Ừ, anh là người Mông. Nhưng mà anh bị mất gốc lâu quá rồi. Em cứ đưa cho anh 70.000 là anh đưa tầm 100.000 này. Em đưa cho anh 70.000 đấy, cho anh khắc giả. Thế em khắc giả cho em đúng thì thôi. Đúng chưa? Đây, 70.000 của em đây. Cái giỏ này ạ. 35 kìa đúng không? Tổng 35 đúng không? Đúng chưa? Giỏ 5 rồi á. Phải cho em. Anh giả thêm 5.000 đây đây, đúng chưa? Hay không nghĩ là? Anh giả em 3 cân đúng không? Thì còn 5 nặng nữa thì anh giả em đây đúng không? Cứ để đây em là 3 cân tính. Đúng không? Ừ, thì anh giả thêm 5 lạng nữa đây. Chuẩn chưa? 7 lạng mà anh. 6 lạng chứ. Đây. Cho em luôn à? Nhưng mà em mà về với anh cho em luôn. Anh cho em tất cả. Anh nói đùa đâu. Không có. Không có mới... Đây là anh mua về cho bố anh muối đấy. Ừ. Nhưng mà nếu mà có vợ thì anh sẽ mua về cho vợ anh muối. Nhưng mà rất tiếc là anh lại không có vợ. Em có em gái không giới thiệu cho anh vợ? Em không có rồi. Không có em gái à? Ít nhỉ. Thế số mình là vẫn ế thôi. Biết làm thế nào bây giờ? 15. Bạn này 15.000 cân á? Đây là... Đây gọi là bạn gì nhỉ? Bạn ra này. Tốn lại mất mắt thay luôn. Cái này ở nhà còn nhiều không chị? Hết rồi. Hết rồi. Đang bùa mà nhỉ? Cái này là khâu gì đây? À, khâu váy à. Khâu váy mông, khâu váy mông đúng không? Cái này khâu để bán rồi. Mật tam hoa vẫn còn, là mật này sắp hết mùa. Em mua được chưa? Bao nhiêu? Cả ba này. Bên bọn các bạn nhé. Cái này một ngày khâu được nhiều. Cái này một ngày khâu được nhiều không? Khâu được. Mới ít thôi. Rồi bây giờ lấy.
ok 5 cân. Ok, mình xin. Thế nào, 5 cân này là bao nhiêu tiền? Anh tính đi ha. Em bán nào em phải tính đi chứ, vì anh làm sao anh biết tính được. Hay em cho anh về nhà em đi rồi anh tính cho. Anh sẽ chỉ ngồi tính tiền cho em thôi. 15.000 à? Thế cho anh về nhà anh để anh tính tiền của em không? Không cho á? Cho đi, về anh chỉ tính tiền cho thôi. Em có khâu cái này một ngày được nhiều không? Không, một ngày chỉ được một ít thôi. Được một ít này thôi á? Ừ, khâu một cái này từ một tháng mới hết một cái này. Wow, thế thì kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ? Một cái này mới làm 200-300 nghìn. 300 nghìn mà một tháng? Ừ. Nhưng mà mình lại còn ngồi rảnh thôi đúng không? Không biết à? Nhưng mà nắng như này, ngồi nắng này da đen hết trơn nên người yêu có chê không? Mình là người Mông thì đen người yêu không chê đâu. À, đen người yêu không chê, người Mông thì thích người đen đúng không? 10.000 một cân, đây là mận, đây là mận tắm hoa. Thế bí này bán thế nào? 1 cân 10.000. 10.000 à? Lấy cho anh 1 cân. Cân của nhà em đây đúng không? Ba lấy cân bí. Dung cầu à? Dung cầu có nghĩa là mình bái bảo con em này xinh. Bà không xinh nữa. À, bà là con trùng. Tưởng bảo em xinh, anh nhìn nghe được mỗi câu dung cầu thôi. À, dung cầu nghĩa là xinh đúng không? Ý kỳ ý bà đúng không? Một cân là ba. Em gái kênh dịch cho bà nên bà không hiểu anh ta. Em có tiền không? Mua cho tôi. Cái đậu giá của anh. Em gái. Năm cân. Thì tính cho 5,5 cân thoải mái. Cái này của anh. Cái đậu giá kia vậy của nhà em không? Hôm nay bán mỗi mận đấy à? Thế lên này cũng là của nhà em à? Nhà gần đây không em? Hả? Ở làng nhà. Nhà năm nay trồng được nhiều mận không? Nhiều mà bán hết rồi. Nhưng tưởng là Bắc Hà mới có mận tắm hoa, trên này cũng có. Trên này anh chỉ thấy họ trồng mận tả van rồi. Em gái à? Hả? Ba đi đổi tiền. Ôi, nắng quá. Nhìn không biết tưởng con gái nhỉ. Xinh gái. Bà ngoại em à?
Em tên là gì? Chẳng hạn biết tên này không? Em là Tam. Tam á? Họ gì? Vâng, chào người Tam ạ. À, cảm ơn. Ờ đủ rồi, đủ rồi, đây. Vâng. chim mua là không có. Đấy. Đấy, mua gì thì mua đi. Xin gái không tin đâu. Cái là nó có cái gì của bánh. Cái bánh gì đây? Cái bánh này là bánh, là bánh gì đây? Em ơi, nhà mình có một món hả? Không thấy. Lấy một cái mặn 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 kia thôi. Cho anh xin, anh xin số. À, cho tôi miếng dài là cái gì em? Đấy bảo xin nhờ. Có chút lớn lớn cho nên dài là cái tẩy. À, bà này bé, bà này lớn đúng không? Bà này lớn, bố rồi. À, dường bố của bạn này rồi à? Dường bố à? Chuyện gì nhờ? À. Ý là đây là bạn ấy còn trẻ. À trẻ nhỉ. Đi. Chào nhá, chào bài nhá. Bài. Bà ngoại vui tính nhỉ. Chào em nhá. Ok.